Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trong tăm tối, Việt Nam tìm cách giảm lệ thuộc Trung Quốc. Đại dịch do loại virus nguy hiểm corona có thể làm cho tình cờ khiến kinh tế Việt Nam giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Đây là một câu hỏi vừa được đặt ra. Các chuyên gia về kinh tế và chính sách công từ Việt Nam nhận định rằng dịch cúm do virus corona gây ra cho thấy Trung Quốc cũng có những điểm yếu mà Việt Nam nhân dịp này nên thay đổi nhận thức, tư duy về kinh tế. Đây là hình ảnh một khách sạn tại Hà Nội đã phải treo biển ngừng hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2020 vì 3 tháng đã bị lỗ mất 20 tỷ đồng Việt Nam vì không có khách. Hôm 27 tháng 2 năm 2020, bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã nói như sau. Dịch cúm này cũng cho thấy những yếu tố của Trung Quốc chứ không phải Trung Quốc là quá mạnh và giỏi giang về tất cả các mặt. Cho nên càng làm cho Việt Nam thấy là lệ thuộc vào bất cứ nước nào thì cũng tệ. Nhưng lệ thuộc vào một nước mà có nhiều vấn đề kể cả trong quan hệ riêng với mình cũng như những vấn đề về nội bộ của họ thì lại càng tệ hơn. Cho nên muốn hay không thì cũng phải vượt lên thôi. Cùng nhau và vượt lên vào lúc này, không thì sẽ là quá muộn. Trước câu hỏi Việt Nam cần và nên tái cấu trúc tổ chức lại kinh tế cũng như thương mại đầu tư ra sao để đạt được sự cân bằng và bền vững hơn, tránh sự lệ thuộc quá nhiều và thiếu hợp lý nếu có vào một đối tác hay thị trường duy nhất, bà Phạm Chi Lan đã nêu ra quan điểm như sau. Tất cả chuyện này cho thấy một điều rất rõ ràng là các ngành kinh tế của Việt Nam đã bị phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc và rất cần phải tiến hành sớm, mạnh mẽ và một cách căn cơ để nhìn nhận về trung hạn và dài hạn. Và kể cả hiện nay, tàu bè Trung Quốc vẫn đang lảng vảng ở ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chứ không phải họ đã ngừng các hoạt động uy hiếp lãnh thổ của Việt Nam như từ trước đến nay. Đây là hình ảnh số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể đã tăng vọt trong tháng 2 năm 2020. Đáng chú ý, vào trong tháng 2 đầu năm 2020, cả nước có 16.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng lên 20% so với năm trước. Làm sao đỡ đi sự lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc như hiện nay? Phụ thuộc quá nhiều thì không những là khi có những vấn đề xảy ra như là chuyện bãi Tư Chính vào năm ngoái, năm 2019, mà khi tàu Trung Quốc vào xâm phạm bãi Tư Chính của Việt Nam, hay như năm nay là dịch cúm như thế này, cũng từ Trung Quốc mà ra. Nhưng mà tất cả những cái đó cho thấy là vì tương lai lâu dài của Việt Nam, kể cả một phần nào đó thì an ninh quốc phòng không thể để nền kinh tế của mình phụ thuộc mãi vào Trung Quốc như thế này được. Phụ thuộc mãi như vậy thì Việt Nam vẫn chỉ ở khâu thấp nhất trong chuỗi giá trị. Và mỗi lần Trung Quốc có bất cứ việc vấn đề gì thì Việt Nam có thể gặp khó khăn lớn cho mình. Tôi nghĩ cái đó là điều chắc chắn phải làm. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phân tích sự phụ thuộc kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc tiếp theo. Thế còn bây giờ tái cơ cấu như thế nào thì cũng đã được bàn đến. Các doanh nghiệp đều kiến nghị với chính phủ không chỉ những giải pháp trong ngắn hạn để hỗ trợ họ trong lúc khó khăn này. Và có những yêu cầu như giảm lãi suất ngân hàng, giãn nộp thuế, rồi hỗ trợ cho một số ngành đang gặp khó khăn nhất, nhưng đồng thời họ cũng kiến nghị mạnh mẽ với chính phủ là có chính sách để giúp họ tăng cường đầu tư và tăng cường nội lực lên để có thể có sức sống và chống chịu hơn tốt hơn khi mà có những biến động về kinh tế ở trên thế giới, cũng như ở ngay Trung Quốc. Đây là hình ảnh chiếc xe bus ở thành phố Milan ở Italia gần như trống rỗng vì dịch cúm corona đang diễn ra. Về ảnh hưởng của dịch bệnh do cúm corona ở Trung Quốc đang gây ra đối với Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên gia về chính sách công từ Bộ Kế hoạch Đầu tư nói như sau. Sản xuất và tiêu dùng của chúng ta, tức là ở Việt Nam, đã bị phản ứng kép, tác động kép. Thứ nhất là chuỗi cung ứng bị suy giảm, bị gãy hết rồi. Thí dụ như các phụ tùng, rồi các linh kiện điện tử, rồi đặc biệt là xe ô tô, từ xe tải cho đến các thứ, rồi rất nhiều linh kiện về dệt may, về nguyên liệu, phụ liệu dệt may,
mà chúng ta nhập của Trung Quốc đến 60-70%, thậm chí còn hơn nữa. Tùy thuộc mặt hàng mà Việt Nam cũng thấy rất nguy hiểm. Rồi một số nhà máy có cả chuyên gia Trung Quốc làm ở đấy, người ta chưa quay về lại Việt Nam nữa, chưa hết dịch thì người ta chưa về và chúng ta lệ thuộc vào đó, cho nên rất nhiều nhà máy không hoạt động được. Ví dụ rất rõ là ở tỉnh Hà Nam, một số nhà máy phụ thuộc vào các chuyên gia này cũng không hoạt động được. Hoặc một số nơi hoạt động rất cầm chừng, còn nếu như mà kéo dài nữa, tôi nghĩ rằng rất là nguy hiểm. Còn một động tác kép nữa là tiêu dùng giảm đi rất rõ. Ai cũng phải lo cả, lo lắm. Bởi vì bây giờ không biết kéo dài đến bao giờ mà chúng ta tiền cũng chưa nhiều lắm. Cho nên một số lo dòng tiền nhảy vào tích lũy và họ tiết kiệm cũng như hạn chế chi tiêu. Đây là khu vực cách ly ở trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô ở Sơn Tây, Hà Nội, đón tiếp gần 800 công dân từ nước ngoài trở về cách ly và lưu trú. Ví dụ vàng cũng tăng vọt lên, có những hôm tăng đến 2-3 triệu đồng Việt Nam trên một lượng, tức một cây vàng. Điều này chúng ta cũng có thể nghi, có thể nhân cơ hội này người ta làm giá, nhưng mà rõ ràng người ta cũng lo, phải lo việc đó. Lại còn bồi thêm một cái nữa là bất động sản bây giờ cũng rất là xấu. Tình hình bất động sản xấu lắm, đặc biệt là không thể bán hàng được, tức là cầu rất thấp. Thế và các dự án mới cũng rất là khó khăn, cho nên về ngắn hạn chúng ta thấy rất rõ. Còn chính phủ đối phó như thế nào? Tôi nghĩ là thông thường các nước mà yếu như Việt Nam thì hay dùng tài khóa hoặc chính sách tiền tệ. Nhưng mà trước Tết chúng ta đã bơm ra một lượng rất lớn về tiền tệ rồi. Cho nên là để phục vụ Tết Nguyên đán như vậy. Bây giờ bị cái này nếu bơm thêm thì lạm phát rất cao. Với chỉ số lạm phát trong tháng 1 cao vượt lên so với năm ngoái thì cái đó không nên. Ông Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công, Học viện Chính sách Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đã nói như vậy. Và vì sao Việt Nam lại lệ thuộc quá mức vào kinh tế Trung Quốc? Gốc gác, khởi nguyên của vấn đề này ra sao? Cũng được các chuyên gia phân tích và mổ xẻ. Đây là cận cảnh bên trong khu vực cách ly trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Sơn Tây, Hà Nội. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói tiếp: "Tôi nghĩ bản thân những người lãnh đạo Việt Nam cũng đã ít nhiều nhận thức được vấn đề này. Cho nên cố gắng của Việt Nam trong việc đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế là điều đã được đưa ra ngay từ đầu khi kinh tế Việt Nam đổi mới. Trong những phương châm về đổi mới của Việt Nam đối với quan hệ đối ngoại đã đưa ra ngay từ lúc đó là phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ. Ngay từ đó, nhờ chính sách mở cửa của Việt Nam theo hướng đó mà những năm đầu đã có những thành công và tạo ra được những bước chuyển khá là nhanh chóng cho Việt Nam. Sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng nghèo đói, khủng hoảng trước đó. Thế nhưng mà sau đó tiếc rằng khi Việt Nam đã tham gia được phần nào vào chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi có được quan hệ xuất khẩu tốt hơn với một số quốc gia khác và thu hút được việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thì dường như Việt Nam lại có phần nào đó lãng quên yêu cầu về đa phương hóa, đa dạng hóa trong các quan hệ kinh tế, mà cụ thể nhất là trong việc phát triển một số ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Và với mục đích đa phương hóa quan hệ thương mại, mặc dù Việt Nam càng ký được nhiều hiệp định thương mại song phương và thương mại tự do FTA, càng có cơ hội hội nhập thì lại càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Đây là hình ảnh được trích ra trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội là nữ quản lý khách sạn Hà Nội Watt Hotel đã thông báo khách sạn buộc phải cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng và trợ cấp 1,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng cho nhân viên tự nguyện nghỉ việc. Việt Nam đã cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài nhiều, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và ký kết nhiều hiệp định thương mại với các nước cũng như ký các hiệp định tự do song phương với một loạt các nước khác nhau. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại rằng Việt Nam càng ký được nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, càng hội nhập thì lại càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Đáng lẽ khi mở cửa thị trường, quan hệ với nhiều nước thì phải mở nhiều hơn các quan hệ với các nước khác và chuyên phụ thuộc vào Trung Quốc sẽ giảm đi
nhưng với Việt Nam thì sự phụ thuộc tăng lên vào Trung Quốc. Và nó thể hiện là trong một thời gian dài, Việt Nam cũng đã không thực sự dấy lên những nỗ lực cần thiết. Một là để tăng cường nội lực cho chính mình, hai nữa là để tận dụng tất cả những cơ hội hội nhập mà Việt Nam có được. Tất cả những cố gắng đàm phán để cho nước này, nước kia mở cửa thị trường cho Việt Nam được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi trong gia nhập thị trường, thì người hưởng lợi lớn thứ hai hoàn toàn không kém, đó chính là Trung Quốc. Với tư cách họ là người cung cấp các sản phẩm trung gian hoặc đầu tư vào các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam ngay tại Việt Nam. Và chính những mầm bệnh và virus truyền nhiễm nguy hiểm thường được sinh ra từ những nước có nền y tế yếu kém, nơi mà nhà cầm quyền chỉ lo bảo vệ chế độ, ít quan tâm đến sức khỏe người dân vì họ áp dụng mô hình độc tài toàn trị, đó là Việt Nam và Trung Quốc. Muốn giảm lệ thuộc vào Trung Quốc thì trước hết Đảng Cộng sản Việt Nam phải tự chuyển đổi sang thể chế dân chủ và tự do. Có như vậy thì trên 90 triệu người dân Việt Nam mới có quyền tham gia điều hành đất nước, nội lực dân tộc cũng từ đấy mới được phát huy. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ bình luận và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, Trung Khoa.